Chào mừng tất cả các bạn đến với clip leo rank từ lúc reset lên tới thách đấu top server. Ok, mấy nào mà xài hack á, gặp anh chấp anh 3 round thôi, anh không cần chấp nhiều, chỉ cần 3 round thôi. Những lời lẽ đê tiện gì cũng nói ra được sao? Và chào mừng anh em, bắt đầu thôi, hành trình của chúng ta bắt đầu từ lúc 16 giờ 1 phút, 4 giờ 1 phút. FF, ui FF 50 anh em ơi, what the. Giao du bỏ tỷ lệ hit shot cao đây, giao du cày adup luôn. À, mạng lắc quá, á lộn nhầm, FF thấp quá, bắn hit shot nó không được. Đây ơi, 218 máu. Hình như giao du tắt cái gaming bot đi, nó lắc máy luôn rồi. Mày à mày, giao du chỉ cần FF như bình thường thôi bọn này. Cuối này này, vô anh, cuối bên kia, vô anh. Bắn nó em. Ui. Mẹ, bắn, đứng trúng rồi. Này, Phúc ơi. Đủ, 60 người coi hả? Anh ấy cho xin một like anh em ơi. LK giờ mới lên 3 chiếc, không ngờ được, vô chút dừng lại à. Có mình thầy phải vô rồi. Cuối luôn coi, cuối luôn đó. Trên hồ tất tố. Mình sắp đổ mới mất cái chuỗi ba chết. Chết xong lần này anh em đợi xíu tôi like lại nha anh em. Tôi tắt máy tính cho nó mượt à. Lần này Tama đúc nó lại một đầu nữa hả? Thầy phải vô rồi. Ui, nó máy mượt hơn chắc kè được đầu. Tôi ngưng like tầm 5 phút thôi, chưa đến 5 phút đâu, tôi tắt đi, tôi bật máy lại là xong rồi anh em ơi. Máy mượt lại rồi anh em ơi. Bây giờ thể hiện rồi. Team này có bờ rồi, đó chính là giao du anh em. Team này có bờ rồi, đó chính là giao du anh em ạ. Sau khi máy mượt anh em đã hiểu giao du chưa? Anh em hiểu giao du chưa? Ok. Có đè hả đi. Má này ở trong phòng luyện tập bắn hit shot cho lắm vô, bắn như cức. Nghe có vẻ xanh sỏi quá nhỉ, chật chật đấy, già gì đấy. Nó có tiếng chân trẻ tới nè. Quá gì vậy vô. Ơ, may vãi nồi. May quá anh em ơi, may quá. Anh em đợi đi, tôi bắn mà đến khi nào nhuyễn tay mẹ tôi chấp hát luôn. Mà một thằng thôi nhá, phát ba thằng thì chấp tôi 4 round, alo chấp tôi 3 round. Cái gì? Đủ, hay quá VTK ơi. Hay quá VTK ơi. Nó cứu luôn này. Wait a minute. Để giao du cân bốn em để anh để đây. Ui em tôi biết người yêu giao du là ai rồi, là ai? Là ai? Mày một đầu đấy, nó ba thằng em ơi, còn cuối. What the fuck? Thằng này dưới yếu luôn rồi em ơi, xả đạn là ăn thôi. Ok. Cái này chết. Chơi làm biết. Em chưa làm bài tập hả? Bây giờ mới lên được một sao anh em ạ, leo hơi chậm so với các anh em cùng chen lứa như xài đồ. Hay là gặp team nào có mấy thằng bắn như am cũng đua, hoặc là gặp am cũng đua. Một đầu rồi, một đầu rồi, gạt đi em ơi. Ê, nó bên phải anh, nó bên phải anh. Một viên rồi. À, chán nữa.
Thành tố bánh một đầu đó, phải ăn được nó mới vui được. À, có thằng cuối ở đây nữa ta. Hay quá vậy, tranh 4 kìa anh em. Trời ơi, mù mắt. Đây có phải là giao du không vậy? Chắc là cô giáo đang leo rank tuổi chiến đó em. Đây rồi. Bắn hụt một tí. Một cái nhà chơi. Hai đầu nha. Ảo tưởng. Ảo tưởng. Team cũng biết đường lao lên cân rất kiểu đấy. 4968997. Bên đây vô đấy, vô ơi. Yếu rồi đó. Trời ơi, giao du rồi. Thằng này là thằng nào chứ không phải giao du rồi. Mày chết rồi. Sao bây giờ mới lên được cái top Adopt anh em? Trời ơi, khi nào mới lên được cái top Adopt anh em ơi? Thằng này nó xài V-Bass cho vô ơi. Xài gì? Cái thằng Ngọc nó xài V-Bass á. Ha, hên quá, mình cũng ngu nhưng mà nó ngu hơn. Cái gì? Bài bát đó hả? Ừ. Giao luôn xài hát ra. Nó bên dưới rồi. Chịu rồi anh ơi. Đừng chạy qua đây mình bắn. Mày chơi game dùng não á. Ôi giời ơi, tràn data. Ánh thủy, khi nào thua thì cóp nha. Này anh có đá like cool không? Không mày, mày. Ôi giời ơi. Hello tiểu đề đề nha. Tiểu đề đề đã đi tiểu chưa? Rồi, hắt ra vô ơi, hắt ra vô ơi. Đồ. Đồ đẹp trai dữ vậy. Đẹp trai dữ vậy. Cho bé bé khỏe ngoan thôi. Anh em chuẩn bị xem giao du diệt hắt trong vòng 3 giây nha, tại vì cần 3 viên đạn thôi. Hắt cái chạy giật. Đù má, hắt này chiến dữ ba. Hắt này chỉ còn lò ra là chết rồi. Phục má bố lại luôn á. Địch cầm quả bom cảm tử nó khó quá. Mẹ hát kiểu này thì bố nào bắn anh đúp lại trời. Không biết bắn kiểu gì lại cái này luôn á. Giao du làm được. Ai? Ai? What the f*** man? Vô. Cứ để bên TK. Thấy không? Giao du trùm diệt hắc bằng khẩu này á anh em ạ. À. Giao du trùm diệt hắc bằng này làm được một ván. Anh em thấy mạnh nhãn rồi chưa? Ván sau thì không biết nhưng ván này sẽ đánh là thằng đối sợ giao du rồi. Cuối đâu về trong nhà. Thấy chưa? Ngày số 3.
Má chạy xuyên tường mẹ rồi sao chơi lại em. Nó chạy xuyên tường luôn rồi. Chấm hỏi. Nhớ mặt anh á. Đừng, đi ra đi số 1. Trời ơi, em yêu ơi. Đi ra đi số 1. Cày top anh ớp, cày top anh ớp. Đúng quá, đúng rồi. Đủ. Hát rồi. Chàng đá tô, đá to này bắn được một pha duy nhất rồi em ơi. Anh em thấy sao? Thì ra Giao Du đã tỉnh ngộ do cái cách xài bụi cỏ. Thằng Vân cho này bắn lại đi em. Mình đang mang bụi cỏ, alo mình đang mang bụi cỏ nha. Bắn sao ra nó giống thằng mang bụi cỏ đó. Nhưng mà bơm máu à? Phải nồi. Ui mày cũng kiểu ít khi chơi đồng đội nên còn chơi đơn nữa. Ok cho hai ta hai mất vừa xa. Mời út khờ vào thay thế cho thứ này nữa được. Ủa ngắm vào đầu bắn vô người. Không biết làm được chuỗi mấy đây, chắc tầm cứ làm được chuỗi chuỗi 4 chuỗi 5 cái rồi bắt đầu gãy. À, đừng để luôn ca đứt để rồi giết nó nha. Đúng rồi. Một viên đầu của bên Giao Du. À đừng. Trời ơi sao mày không biết đặt keo ngân. Ngân già quá. Này bay đầu mày. Mày không biết anh ai à. Bay đầu. Bay đầu. Để Giao Du, để Giao Du. Pha cuối hơi cồng kềnh. Phải là một yếu, đừng siêu điêu. Phải là một siêu. Ha ha ha. Được, đại tá meo meo bằng cách nào thần kỳ nào đó là chui vào đây rồi. Chạy đi em. Nhảy đi. What the fuck man? Hãy gọi anh là chùm ma đúp bánh chay. Đu cáo đi em ơi, đu cáo đi anh ơi. Bạn biết đu cáo đi rồi, biết đu cáo đi. Oh. What the fuck man? Ok. Đẳng cấp luôn mà. Ôi, ngáo rồi. Giao Du ngáo rồi, cứu Giao Du. Đang tỉnh tai nghe.
Mày giật quá, đợi tầm 5 phút đẳng cấp. Mẹ thằng nào top 1. Lắp à? Lắc à? Bọn nó bắn rồi. Xin đón giết hạng bay. A đu. Ấy, top 1. Cày top 1 được anh em ơi. Cày top 1 thôi. Mày hả mày, 5000 mốt hả mày, mày đi ngủ đi mày, tối nay mày đi ngủ đi để anh lên cho. Ơi, nhường chưa lượm súng xong mà đã bắn rồi. Chơi đẻo quá, à. Đang ngồi lượm shotgun để bắn công bằng với nó mà nó chưa bắn. Thùng nó may quá chứ còn thẻ bảo vệ anh em ơi. Đâu có thẻ bảo hộ. Không ổn nữa. Vẫn nó có cái đầu, nó ăn đầu, nhìn nó mặt hại lắm. Ồ, vẫn có thể sử dụng. Được. Đợi xíu nha, đang đợi, đang nhìn xem có nó vô trận chưa. Từ ác quy á. Ác quy vô trận rồi, ác quy vô trận rồi. Ác quy vô trận rồi. Thông minh nhất là hãy kết bạn với đối thủ mà sử dụng hack. Bây giờ gặp hack mới chết đập đầu luôn á. Giờ mà gặp hack mới chết đậu. À không. Ui, bot. Đây chính là cái thời khắc huy hoàng của chúng ta. Ui. Trời ơi, nó chui lên trên kia, nó trên kia cái nào kìa. Rồi. Một, hai. Dám làm sao của tao mày? Cố lên. Anh em bắn được thật ơi. Chết mẹ mày cũng đây gì vậy? Hay quá. Mình ngáo ngáo rồi. Ui. Hay quá anh em ơi, Bu win. Ngon rồi. Trời ơi. Đây. Đây rồi. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn người anh, người em, cảm ơn gia đình, cảm ơn những người bạn chơi cùng tôi. Giống với một phim đó nè. Ôi giời, ôi thách đấu chưa? Ra ngoài mới biết được đúng không? Tám mươi ba server. Giao du, giao du, cảm thụ cái cảm giác này. Ủa, phân tạo của mình sẽ được bao nhiêu đấy? Top 5 rồi.